Hi chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series quen thuộc, đó là series dự đoán tổng quan về tình hình tháng cho các bạn thuộc các cung hoàng 12 cung hoàng đạo. Đầu tiên thì theo cái thứ tự vote thì chúng ta sẽ thực hiện trải bài cho nhóm đất và nhóm nước trước. Ok. Vì đây là trải bài chung cho nên nó có thể không đúng hết với cái tình huống các bạn. Cho nên các bạn hãy chọn lọc đón nhận những cái thông tin có liên quan và câu chuyện trong tháng thì nó có thể diễn ra ở đầu, giữa hoặc là cuối tháng. Các bạn có thể xem thêm một số thông tin khác của mình về coi dự đoán chung thì các bạn không nhất thiết phải coi chỉ ở cung mặt trời, có nghĩa là cung theo ngày sinh, mà các bạn có thể lưu ý đến một số điểm khác như là điểm mọc hoặc điểm mọc AC hoặc là mặt trăng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bạn sử nữ trước nha. Xin chào sử nữ. Chào các bạn đã đến với dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10 dành cho về sự nghiệp và tình cảm của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem câu chuyện tháng 10 của các bạn sử nữ sẽ như thế nào nha. Để mình coi thử cái A year from now này là cái gì. Các bạn sử nữ đợi mình chút nha. Đầu tiên đối với các bạn sử nữ thì mình thấy ở đây ha là trong cái tháng mới này, tháng 10 này á, thì cái khía cạnh công việc của các bạn mình cảm giác ở đây á, là các bạn sẽ phát triển theo cái hướng là các bạn làm việc một mình, các bạn làm việc độc lập. Mình không rõ lắm cái tình huống các bạn, có thể trước giờ các bạn là cũng là một người làm việc tương đối độc lập. Tuy nhiên thỉnh thoảng thì có thể có những cái sự giống như mình tìm hiểu hoặc là mình trao đổi thêm với những cái bạn ở những cái team đội nhóm khác. Làm việc với người khác thì ở mình thấy tháng 10 này đặc biệt chú trọng đến cái khía cạnh là các bạn hoàn toàn làm việc một mình. Hoặc là các bạn sẽ nhận lãnh một cái dự án nào đó mà các bạn chủ yếu là làm việc cá nhân của các bạn. Và mình thấy là các bạn sẽ cũng có xu hướng là thích cái việc đó hơn, thích cái việc làm việc một mình hoặc là thích cái việc làm việc một cách tự chủ. Có nghĩa là bạn sẽ tự điều tiết cái cường độ làm việc của các bạn. Và ở đây mình thấy thì cái xu hướng làm việc một mình này nó có thể nó diễn tiến cũng một thời gian tương đối, và cái thời gian này ở đây thì có một một cái mốc là có thể tầm khoảng 1 năm các bạn sẽ vẫn duy trì trong cái tình trạng này, hoặc cũng có thể là các bạn được gợi ý tham gia một khóa học hoặc là một cái chương trình đào tạo nào đó, và cái chương trình đào tạo đó kéo dài khoảng 1 năm. Thì nếu như các bạn có một cái cơ hội để có thể có những cái sự học tập hoặc là những cái sự nâng cao về cá nhân bản thân thì mình nghĩ là các bạn có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Và nhìn chung á, mình thấy là tình hình tài chính của các bạn á, trong cái tháng 10 nó sẽ không có quá nhiều cái bước ngoặt, nó cũng sẽ không quá sụt giảm nhiều hoặc là nó cũng sẽ không có tăng đột biến. Tuy nhiên mình cảm thấy các bạn tương đối hài lòng với cái tình hình này, vì các bạn cũng đã tương đối có một cái sự vững vàng ở trong sự nghiệp rồi, cho nên cũng không có cần quá nhiều cái nguồn lực từ bên ngoài. Và ở đây á, thì mình thấy là trong cái công việc các bạn của cái tháng này á, thì có thể các bạn sẽ đón nhận những cái sự thay đổi trong công việc. Cái sự thay đổi này có thể như mình nói là các bạn làm việc một mình á, hoặc là các bạn chuyển đến một cái
nhận lãnh một cái trách nhiệm nào đó, một cái vị trí nào đó, hoặc là các bạn có một cái sự thay đổi về trong cái cách làm việc, hoặc trong cái môi trường làm việc, hoặc là trong cái hệ thống của cái công ty các bạn có một sự thay đổi nào đó, và cái sự thay đổi này nó sẽ diễn ra, diễn tiến đến cho cái cuộc sống các bạn. À, nhìn chung á, mình thấy là các bạn cũng đón nhận cái sự thay đổi này. Tuy nhiên về trong cái công việc thì mình thấy đôi lúc á, cái cảm xúc các bạn nó sẽ có những cái cảm xúc gọi là hơi thất thường một chút. Chúng ta cần lưu ý về cái khía cạnh này. Mình thấy cái tháng 10 này xét về khía cạnh công việc đó, đó là một mình cảm thấy nó không có phải là một cái điểm nhấn quá quan trọng như các bạn. Các bạn sẽ tập trung làm như thế nào để các bạn có thể thoải mái nhất trong công việc, nhưng mà ưu tiên của các bạn phải là sự thoải mái ở bên trong với con người của các bạn, cái nhận thức của các bạn, hoặc là những cái tình hình cuộc sống xung quanh các bạn. Cho nên cái mục tiêu các bạn trong cái tháng 10 này về công việc nó không phải là thăng tiến, nó không phải là được sếp khen, được đồng nghiệp khen dự án thế này thế kia, mà nó lại tập trung nhiều khía cạnh là các bạn chọn một cái công việc, hoặc là các bạn có điều chỉnh cái cuộc sống, cái cường độ làm việc như thế nào đó để nó có thể nó phù hợp và nó giúp đỡ cho cái sự gọi là cho cái cuộc sống cá nhân của các bạn. Cho nên mình không có cảm thấy cái tháng này, cái tháng 10 này cái công việc các bạn nó có quá nhiều cái bước ngoặt, hay là nó có quá nhiều cái sự biến đổi. Và ở đây á, mình thấy The Hermit nó cũng là khuyến khích cho các bạn là nếu mà các bạn cảm thấy mình có một cái điểm nào đó, mình trong cái công việc mình cảm thấy mình chưa có ổn, hay là mình chưa có thuận lợi với nó, thì các bạn nên nghiên cứu thêm, nên nghiên cứu tìm tòi thêm. Có thể các bạn xem lại về cái ví dụ như là cái cách làm việc các bạn, cái phương hướng làm việc các bạn, cái kỹ năng của mình. Ở đây thì mình lại có cái cảm giác là nó nằm về phía kỹ năng và kinh nghiệm nhiều hơn là về phía học tập. Ok, thì nói chung là trong tháng 10 này công việc các bạn cũng không có, mình không thấy nó có những thay đổi quan trọng. Ý có nghĩa là không có sự thăng tiến, không có sự nhảy vọt, nhưng mà nó cũng không xấu, nó cũng không có một cái điểm gì xấu ở đây hết. Ok, thì về khía cạnh tình cảm á, thì mình thấy ở đây á, trong khía cạnh tình cảm của các bạn ha, là nếu mà các bạn đang có một cái mối quan hệ, đang ở trong một mối quan hệ, thì mình cảm thấy là cái mối quan hệ đó đang có những cái sự diễn tiến rất là tốt. Ở đây mình thấy là các bạn đã tìm được một cái tình cảm chân thật, một cái tình cảm mà nó giống như là nó xuất phát từ trái tim của cả hai phía, và cái đối phương các bạn á, họ trân trọng các bạn, họ yêu quý các bạn, họ xem các bạn như là một cái viên ngọc quý, và các bạn đồng thời cũng đang được cái sự chúc phúc. Đại khái cái này là thiên thời địa lợi nhân hòa nè, cho nên cái mối quan hệ của các bạn á, mình cảm thấy nó rất là ổn nếu mà các bạn nào đang ở trong một cái mối quan hệ. Nếu các bạn nào mà chưa có mối quan hệ rõ ràng á, chưa có một cái mối quan hệ gì đó này nọ, thì mình thấy có khả năng là các bạn sự nữ chưa có mối quan hệ, các bạn sẽ khám phá ra được, các bạn sẽ nhìn thấy được tình cảm của các bạn, không phải tình cảm các bạn mà là tình cảm của một nhân vật nào đó dành cho các bạn. Có thể là có một cái nhân vật nào đó dành dành tình cảm cho các bạn, nhưng mà họ không có dám nói ra. Và thật ra ở đây mình không có cảm thấy là có một lời tỏ tình, hay là một cái lời đại khái như là bày tỏ tình cảm hay như thế nào, nhưng mà mình thấy các bạn sẽ phát hiện thông qua cái việc có thể là các bạn tình cờ nghe người khác nói, hoặc là nghe cái người đó nói về bạn với người khác. Nói chung là đây là một cái sự phát hiện chứ không phải là một cái sự tự thú. Và cái đối tượng mà các bạn phát hiện có tình cảm với các bạn, hoặc là có những cái cảm xúc đặc biệt với các bạn á, có thể là một đối tượng mà mình hay gọi cái từ là oan gia đó, có nghĩa là thường hay gây gổ nè, hai bạn thường hay sụp sịch, rồi thường hay khịa nhau này nọ, nhưng mà thật ra là cái người đó quan tâm và cái người đó lo lắng cho bạn. Và mình cảm thấy á, là bạn có lẽ bạn bạn chỉ mới biết như vậy thôi, và bạn vẫn còn đang trong cái giai đoạn là thử thách cái người này, giống như kiểu là để xem chừng nào tỏ tình rồi thì mới tính tiếp, để bao giờ mà người này thật sự là thừa nhận cái tình cảm với các bạn thì mới tính tiếp. Chứ còn bây giờ thì cứ để đó, cứ tạm để đó, và các bạn vẫn có thể vẫn sẽ gây vẫn sẽ khịa nhau, coi đó như là một niềm vui. Mình cảm thấy như vậy. Nhìn chung thì cuộc sống của sự nữ á, thì mình thấy nó tháng 10 này nó sẽ không có quá nhiều cái biến động, nó sẽ không có quá nhiều cái sự tác động từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên mình thấy bên trong nội tâm của các bạn, thế giới tinh thần của các bạn nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Có thể các bạn bước vào một cái bước ngoặt nào đó trong cuộc sống của mình, hoặc là ví dụ như các bạn có một khởi đầu mới, hoặc là các bạn quyết định là đã đến lúc mình thay đổi một cách phong cách sống, một cái cách nhìn nhận, hay là một cái điều gì đó. Nhìn chung là các bạn có một cái sự thay đổi ở trong cái nhận thức, ở trong cái con đường và trong cái con người bên trong các bạn. Và những cái sự thay đổi này các bạn nó sẽ mang đến
Một cái điều đó là các bạn sẽ chú ý nhiều hơn vào bên trong mình thay vì những cái yếu tố bên ngoài. Cho nên mình thấy ở đây á là các yếu tố bên ngoài nó cũng không thật sự ảnh hưởng nhiều đến các bạn ở trong cái tháng 10 này đâu. Và ở đây có một cái lá nó nói với các bạn rằng á, các bạn những cái gì mà các bạn cảm nhận á, những cái gì mà bạn cảm thấy hoặc là những cái gì mà nó các bạn nghĩ là nó xuất phát từ bên trong mình, nó được truyền cảm hứng từ bên trong á, thì những cái điều đó là có thật. Đây là một cái tháng mà những cái trực giác, những cái linh tính mách bảo từ bên trong các bạn là chính xác. Các bạn còn phải lắng nghe nhiều hơn về những cái nhu cầu của bản thân, về những cái sự mong muốn hoặc là về những cái cảm nhận, cảm giác của bản thân. Bởi vì đó là một cái kim chỉ nam chỉ đường cho các bạn rất là chính xác và duy nhất trong cái trường hợp, trong cái tình trạng mà các bạn có những cái sự thay đổi ở bên trong mình như vậy. Thì mình thấy ở đây ha là các bạn nên đón nhận cái sự thay đổi này, bởi vì cái sự thay đổi này cảm giác nó là cái sự thay đổi mà nó tốt cho các bạn là cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình thấy nó không không thể cản được, giống như đó là một cái xu hướng của cuộc sống, đó là một cái dòng chảy của cuộc sống, và để sống một cuộc sống mà nó thuận lợi cho các bạn, nó đưa các bạn đến cái con người thật của các bạn á, thì các bạn phải thuận theo cái dòng chảy đó, các bạn nên thả mình theo cái dòng chảy đó và đón nhận những cái sự thay đổi này. Tháng này cũng là một cái tháng, tháng 10 này cũng là một tháng đánh dấu cái việc mà thủy tinh nghịch hành, cho nên thủy tinh nghịch hành nó cũng là một khoảng thời gian rất là quan trọng để cho chúng ta lắng nghe những cái gì ở bên trong, để cho chúng ta có được những cái góc nhìn, những cái tư duy nhận thức mới, và nó rất là phù hợp trong trường hợp các bạn xử nữ trong cái tháng này. Cho nên ở đây mình hy vọng là các bạn sẽ đón nhận những cái sự thay đổi nó diễn ra ở bên trong các bạn, đón nhận những cái điều mới mẻ mà cuộc sống đưa đến cho các bạn. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn xử nữ. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn market đi. Xin chào market. Đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10, cả về công việc lẫn tình cảm của các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của các bạn nó như thế nào nha. Sao cái lượt này mình cứ rút những cái lá mà nó nói về thời gian nhỉ? Ok. Cái tháng nói chung là mình vẫn có một cái cảm giác là cái tháng 10 này nãy giờ mình trải hai cung thì nó đều nói về cái việc mà các bạn đón nhận một cái nguồn năng lượng mới và các bạn phát triển về tâm thức rất là nhiều. Ok, thì bây giờ đầu tiên nói với các bạn market thì ở đây mình thấy ha, thứ nhất về phân cảnh công việc thì có thể các bạn market đó, các bạn mình có cảm giác là các bạn có thể bắt đầu một cái công việc mới hoặc là các bạn bắt đầu một cái dự án mới, các bạn có một cái sự ký kết nào đó mới ở trong cái tháng này. Hoặc cũng có thể là các bạn có một cái hợp tác với một cái đối tác nào đó lâu năm chẳng hạn, nhưng mà bạn với cái người đối tác lâu năm này có nói chung là không có hoàn toàn là hiểu nhau hết, không có hoàn toàn là cảm thấy hợp ưng ý mọi thứ với nhau hết. Cho nên ở đây mình cảm thấy các bạn mặc dù có những cái sự hứng thú, mặc dù có những cái sự hào hứng, nhiệt tình, nhưng mà nó vẫn có tồn tại những cái khía cạnh là các bạn cảm thấy là mình bị mất tự do, các bạn cảm thấy là mình đang phải bị kìm kẹp và bị ràng buộc với những cái điều nào đó. Nhìn chung thì mình có cảm giác là các bạn sẽ bận rộn hơn so với cái giai đoạn trước. Và có một cái khía cạnh ở đây á, là với cái sự thay đổi này, với cái sự bận rộn này á, thì sẽ có cái nhịp sống sinh hoạt các bạn mình cảm giác nó sẽ không có được nó sẽ không có được ổn định và nó sẽ có đôi chút cái rối loạn, mà các bạn còn phải lưu ý cái vấn đề đó. Ở trong công việc á, thì mình thấy ở đây có thể các bạn sẽ gặp một số cái tranh cãi, và những cái tranh cãi này nó đứng từ cái góc độ là không phải là thù địch nhau, không phải kiểu đâm chọt sau lưng rồi muốn hại nhau, mà nó có thể đến từ cái việc là hai người nhìn, hai hoặc nhiều người nhìn cái vấn đề đó dưới những cái góc độ khác nhau, và có những cái sự tranh cãi nó về cái cách làm việc hoặc là về tư tưởng,
này nọ, nhưng mà mục đích chính, mục tiêu chung á, cũng là vì cái sự phát triển, cũng là vì cái sự thuận lợi trong công việc. Cho nên mình thấy á, những cái vấn đề tranh cãi này thật ra mình không có cảm giác là nó nhiều. Ý là mình không cảm giác nó là nghiêm trọng quá, nhưng mà nó bắt nguồn rất là nhiều từ cái việc là các bạn cảm thấy không thoải mái do những cái sự ràng buộc mới này, do cái hoàn cảnh. Cho nên mình cảm thấy nó khó chịu, con người mình bực bội. Và cái tháng 10 có thể là các bạn sẽ có những cái sự giao tiếp, nói chuyện á, trong công việc các bạn cần phải chú ý một chút, các bạn còn phải để ý một chút. Chúng ta nói là sự thật của bản thân, đúng là như vậy. Mình nên nói là sự thật của bản thân mình, và chúng ta nên tập trung chú ý vào cái cuộc sống, vào cái cá nhân chúng ta thôi. Không cần phải có quá nhiều cái cuộc giống như kiểu gossip á, dạng như là bàn tán họp chợ buôn dưa lê đồ này kia. Nếu mà được thì mình nghĩ là các bạn có thể hạn chế trong công việc khía cạnh đó, và các bạn cần hết sức là lưu ý cái lời nói của các bạn, những cái trình bày ý kiến các bạn. Mặc dù mình cảm thấy á, là các bạn khá là được giống như là được ban phước lành, được may mắn ở trong cái lĩnh vực ăn nói ở trong cái tháng mới này. Tuy nhiên có thể là vì những cái tranh cãi bực bội nhỏ nhỏ trong cuộc sống mà các bạn có thể là đôi lúc mình mất đi cái sự kiềm chế, mất đi cái sự kiềm chế và cái tỉnh táo thông thái vốn có của mình. Các bạn trong công việc các bạn cũng có thể sẽ đối diện với những cái tình huống, ví dụ như là diễn thuyết trước đám đông nè, trình bày một kế hoạch bảng biểu nào đó, hoặc là các bạn được sếp hỏi ý kiến. Nhìn chung là cái phương diện giao tiếp á, trình bày của các bạn nó sẽ là một cái điểm nhấn, nó sẽ phát triển trong cái tháng này, cho nên các bạn cần phải để ý cái vấn đề đó. Và mình thấy ở đây á, những cái khía cạnh mà khó chịu trong công việc nè, những cái xung đột mâu thuẫn, những cái không hiểu nhau, những cái ràng buộc á, nó sẽ dần dần nó bớt, nó sẽ dần dần nó được cải thiện, nhưng mà thời gian của nó không phải nhanh, còn vài tuần. Có nghĩa là các bạn cần một thời gian để các bạn thích nghi với cái nhiệt độ này. Giống như có đây có một cái cảm giác là các bạn giống như là các bạn là một người hết sức nhiệt huyết lao vào một cái lĩnh vực, một cái chủ đề, một cái công việc hoặc là một cái dự án nào đó mới, và các bạn chưa có thích nghi được với những cái điều đó, thì các bạn cần cái thời gian thích nghi. Sau cái thời gian thích nghi đó thì mọi thứ nó sẽ ổn. Ở đây á, mình không có cảm thấy một cách rõ ràng về cái sự tăng trưởng về mặt tài chính. Tuy nhiên mình thấy ở đây là có một cái sự tăng trưởng về cái mặt ý tưởng nè, nhiệt huyết nè. Có thể là các bạn sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng mới và cái nhiệt huyết mới ở trong cái công việc. Hoặc là các bạn có một cái môi trường để kích phát các bạn sáng tạo, khơi gợi cho các bạn những cái lòng nhiệt huyết với công việc. Nhìn chung thì cái công việc các bạn tháng này á, có thể đơn giản giống như là đến một cái nhận một cái việc mới xong vui quá, làm vội làm vàng, mình chưa có suy nghĩ, mình chưa có tính toán, làm rất là nhiều, rồi những cái người khác họ góp ý hay đóng góp đó, xong bắt đầu mình khó chịu, mình nói này nói kia, đại khái là cái kiểu kiểu như vậy á. Cho nên các bạn cần phải cho cái tình huống này một cái thời gian để cơ thể bản thân mình, năng lượng của mình nó thích nghi với cái hoàn cảnh, và đặc biệt lưu ý đến cái khía cạnh giao tiếp, trình bày ở trong cái công việc của các bạn. Và mình thấy cái công việc của các bạn nó là một cái điểm nhấn, nó là một cái khía cạnh nó nổi bật hơn, nó nổi trội hơn trong cái cuộc sống các bạn so với về mặt tình cảm. Về mặt tình cảm thì mình thấy là các bạn có thể nhận được, đón nhận được một tin vui từ phía gia đình của các bạn. Nó có thể liên quan đến một người phụ nữ nào đó trong gia đình, các bạn sẽ nhận được một cái tin tức vui về cái việc này. Và ở đây mình cảm thấy là các bạn rất là thoải mái cái việc đó. Cái này cũng có thể là một gia đình, ở đây cũng có thể là một người mà các bạn xem như gia đình, ví dụ như là bạn bè thân thiết chẳng hạn. Và mình thấy các bạn rất là hài lòng, rất là vui vẻ với cái việc đó. Các bạn không cần nhất thiết phải có một cái chuyện tình yêu. Còn đối với những cái bạn nào mà các bạn đã có một cái mối quan hệ rồi á, thì mình thấy ở đây á, khả năng là các bạn sẽ phát hiện ra được một số cái khía cạnh của cái đối phương các bạn, mà các bạn có thể là cảm thấy nó khơi gợi lên một cái điều gì đó, những cái cảm xúc ở trong bản thân các bạn. Mình không có nghĩ đây là một cái cảm xúc quá tiêu cực, nhưng mà mình nghĩ bạn cũng sẽ tương đối ngạc nhiên, bất ngờ khi các bạn phát hiện được cái việc này. Tuy nhiên nhìn chung cái năng lượng chung và những tình cảm các bạn vẫn là một năng lượng của cái sự vui vẻ, cái sự vui vẻ, cái sự đầm ấm hòa hợp của gia đình, của những cái mối liên hệ mà các bạn xem như là gia đình với các bạn. Và ở đây mình thấy về mặt con người của các bạn á, trong cái tình cảm á, nó đi kèm với cái sự phát triển về cái mặt nhận thức, cho nên là các bạn đã có những cái sự nhìn nhận nó tốt hơn,
gọi là tốt hơn, thì giống như là nó phát triển hơn, ý thức nhiều hơn về bản thân mình, về đối phương. Và điều này cũng là một điều mà mình cảm thấy nó tích cực. Cho dù bạn có đang có một mối quan hệ hay không á, thì bạn cũng đang rất là có ý thức về việc mà coi trọng chính bản thân mình và quan trọng cái sự phát triển của cá nhân các bạn. Nếu các bạn đang liên kết với một người nào đó thì mình có thể thấy là cái người đó là một người khá là phù hợp với các bạn. Phù hợp ở đây là mình đang nói phù hợp về khía cạnh là đưa đến cho các bạn một cái bài học nào đó và giúp các bạn phát triển. Còn hai bạn có đi được đến nhau hay không, đến một cái đích nào đó hay không thì đó còn là một cái câu chuyện dài ha. Và trong cái tháng 10 này các bạn được khuyến khích là các bạn hãy sống gần gũi với thiên nhiên. Các bạn có thể thích ví dụ như là ăn những cái thức ăn thực phẩm sạch, ăn chay, đi những cái chuyến đến vùng du lịch sinh thái, nhận nuôi một con thú, hoặc là sử dụng những cái vật liệu xanh. Các bạn có thể được khuyến khích cho cái việc đó, hoặc là tìm hiểu nhiều hơn về trái đất, về những cái gì thuộc về trái đất, về cây cối, về đá, về tự nhiên. Đại loại như vậy các bạn sẽ rất là có hứng thú. Và nếu như các bạn được khơi gợi cái hứng thú đó thì các bạn hãy cứ làm. Nói chung là các bạn có một cái cảm hứng làm cái gì thì các bạn hãy cứ làm cái việc đó. Và mình thấy trong cái tháng này các bạn sẽ lý do tại sao các bạn có những cái hứng thú này, đó là do trong cái nhận thức các bạn, giống như mình nói, nó đang có những cái sự phát triển, nó đang có những cái sự phát triển. Và khi chúng ta phát triển, chúng ta có những cái ý thức là chúng ta quay về với nguồn, chúng ta kết nối với tự nhiên, chúng ta kết nối với mẹ trái đất. Cho nên đây là cũng điều hoàn toàn hết sức là bình thường, các bạn không có cần phải cảm thấy quá ngạc nhiên. Và ví dụ như những người khác nói là tại sao đó giờ là thích ăn thịt mà bữa nay là chuyển qua ăn chay, thì cái điều đó nó cũng không quan trọng, miễn sao nó cảm thấy hòa, các bạn cảm thấy hòa hợp với điều đó là được. Đặc biệt là những khi mà các bạn stress hoặc là căng thẳng á, các bạn hướng về tự nhiên, hoặc là có bên mình một cái cây xanh, một thú cưng, hoặc là ăn những cái món thanh đạm thôi, những cái món mà nó xuất phát từ thực vật á, thì nó sẽ khiến cho các tâm trạng thái và cái tâm trạng các bạn là tốt hơn. Ở đây mình thấy là các bạn đang dần dần có những cái sự mở rộng về tâm thức, và mình nói chung mình cảm thấy các bạn làm rất là tốt. Mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên cái hành trình cá nhân của các bạn. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở các bạn market quen miệng xem được nó, các bạn ở tụ bài thứ bao nhiêu. Cảm ơn các bạn market đã xem tụ bài này, hy vọng mang đến được những thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trái bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn Kim Ngưu. Xin chào Kim Ngưu, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10 dành cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem về công việc và tình cảm các bạn nó có những cái điều gì hay không nha. Nói chung là khi mà mình trả cái trải bài này á, thì mình thấy mặc dù mình đang coi cho các bạn kim ngưu, nhưng mà mình cảm thấy cái năng lượng lửa trong các bạn á, nó đang được kích hoạt, nó đang được khuếch tán. Ok, đầu tiên á, thì mình phải nói rằng á, các bạn kim ngưu có thể là các bạn đã hoặc là đang trải qua một cái giai đoạn nó tương đối khó khăn ở trong cuộc sống các bạn. Nó có thể khó khăn về cả mặt tình cảm lẫn mặt công việc. Ví dụ như trong công việc các bạn thường xuyên gặp những cái tình huống mà tréo ngéo, hoặc là cái người các bạn tin tưởng tin cậy cuối cùng lại mang đến cho các bạn những cái sự thất vọng. Hoặc là các bạn cũng có thể ví dụ như là bị phản bội, bị đồng nghiệp, những cái người các bạn tin tưởng nói ra nói vào hay đại khái này nọ như vậy. Còn trong chuyện tình cảm thì có thể các bạn gặp một cái mối quan hệ mà nó khiến cho các bạn cảm thấy tiêu cực, cảm thấy không có được ổn với chính bản thân mình, hoặc là các bạn vẫn mang theo một cái vết thương nào đó của quá khứ từ những cái chuyện tình cảm cũ và các bạn cảm thấy thật sự không có thoải mái. Thì mình muốn chúc mừng các bạn đó là qua tháng 10 này á, những cái tình hình này nó sẽ được cải thiện. Qua tháng 10 mình thấy thứ nhất là về khía cạnh công việc, thì mình thấy là các bạn sẽ dần vượt qua được những cái khó khăn trong công việc, hoặc là những cái ví dụ như trước giờ mình cứ dậm chân tại chỗ thôi, việc thì nặng mà lương thì thấp,
mình cứ không có những cái sự phát triển, không có sự tiến lên, thì trong tháng 10 này các bạn sẽ đón nhận những cái sự phát triển và tiến lên đó. Mặc dù nó không phải là kiểu nó không phải là rõ ràng, có nghĩa là một bước là từ nhân viên thành phó giám đốc, nhưng mà nó bắt đầu nó có những người sếp của các bạn hoặc là những cái người đồng nghiệp, những cái người đánh giá quản lý kiểm soát các bạn á, họ bắt đầu có một cái sự nhìn nhận chính xác về cái năng lực và cái thực lực của các bạn. Các bạn sẽ đạt được một số cái thành tựu ở trong công việc, và những cái thành tựu này mình thấy đến khá là bất ngờ. Có thể đôi khi các bạn không nghĩ là các bạn lại có được cái thành tựu này đâu, hoặc có thể đó là một cái cuộc thi mà các bạn theo dõi rất là lâu rồi mà các bạn bỏ cuộc rồi, các bạn không có muốn để ý nhiều đến nó nữa, thì bây giờ nó lại có kết quả tích cực đó. Chính vì vậy cho nên mình nói là cái tháng này các bạn sẽ khá là ổn, và ví dụ như các bạn có một cú sốc tâm lý nào đó từ cái vấn đề công việc á, thì mình thấy các bạn sẽ dần dần vượt qua được cái cú sốc đó, mặc dù đôi khi á, nó cũng sẽ quay lại, nó quấy phá các bạn, nó khiến cho các bạn có những cái kết luận sai lầm về bản thân mình. Tuy nhiên nhìn chung á, thì mình thấy nó không có quá nghiêm trọng, nó vẫn phục vụ cho cái sự phát triển của các bạn, ở trong khía cạnh là các bạn nhìn nhận được những cái bài học mà các bạn cần rút ra. Tuy nhiên mình thấy cái này các bạn có thể vượt qua được, bởi vì mình thấy các bạn đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn mà các bạn chịu cái điều đó. Và ở đây mình thấy về khía cạnh tài chính công việc á, thì các bạn sẽ dần dần có những cái bước tiến tuy nhỏ nhưng mà nó vững chắc, giống như là các bạn trải qua một cái giai đoạn là sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó. Và tất cả những cái điều này nó đến từ cái nền tảng là các bạn còn phải làm việc nhiều hơn nữa với bản thân các bạn, với cái suy nghĩ của các bạn, với cái hệ thống niềm tin các bạn. Các bạn phải tin rằng mình làm được, các bạn phải tin rằng mình có thể thành công, mình có thể chạm được đến cái mốc đó, đến cái vị trí đó, mình có thể giành được cái dự án đó, mình sẽ thắng trong cái dự án đó, ví dụ vậy. Các bạn còn phải có nhiều niềm tin hơn về bản thân, các bạn còn phải có nhiều cái sự mở mang. Có nghĩa là nếu trước giờ các bạn luôn giới hạn bản thân mình rằng mình cần phải có người đó hoặc là mình cần phải có cái điều kiện đó thì mình mới thành công được, mình phải mình mới 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 có thể phát triển được, thì không phải. Tất cả những yếu tố nào mà nó có nghĩa là tất cả những yếu tố mà các bạn cần, tất cả những điều mà các bạn muốn, nó đều luôn ở sẵn bên trong các bạn. Các bạn chính là cái người mà các bạn khao khát được gặp, khao khát được ở cạnh. Và việc của các bạn chỉ còn là tin tưởng và đi và trở về với cái con người thật sự đó. Cho nên trong công việc các bạn á, các bạn hãy kiên nhẫn thêm với bản thân mình, tiếp tục làm việc với bản thân về những cái niềm tin, hệ thống niềm tin của mình, về những cái niềm tin bị giới hạn của mình. Và các bạn sẽ có những cái bước tiến xa hơn trong tương lai. Về vấn đề tình cảm thì mình cũng thấy là, nhìn chung là mình thấy là các bạn cũng đã qua được cái giai đoạn mà bị suy sụp rồi. Cái sự suy sụp này nó có thể đến từ những cái lý do như bạn mình nói ban đầu á, chia tay nè, lâu quá không có ai, hay là ám ảnh về một cái người nào đó, hoặc là cái mối quan hệ hiện tại nó không có tốt. Thì mình thấy các bạn cũng đã giải quyết, và mình ở đây á, mình thấy rõ một trường hợp là các bạn lựa chọn ra đi. Các bạn lựa chọn là các bạn sẽ có một cái cuộc nói chuyện rõ ràng với nhân vật đó, nói hết những cái gì các bạn muốn, và sau đó các bạn sẽ ra đi. Ra đi đây có nghĩa là không phải là các bạn giận dỗi họ hay gì, mà là các bạn cho phép bản thân mình có một cái khoảng không gian phát triển riêng. Các bạn không không có muốn tập trung vào người khác nữa, các bạn muốn tập trung vào bản thân mình. Và mình nhìn thấy nếu mà cái người đó có offer quay lại, hoặc là một ai đó có một cái ngỏ lời gì với các bạn Kim Ngưu thì khả năng các bạn không đồng ý. Bởi vì ở đây mình thấy các bạn đang tập trung nhiều cho cuộc sống các bạn. Các bạn có rất là nhiều điều các bạn muốn phát triển, các bạn muốn yêu thương bản thân các bạn nhiều hơn, các bạn đã trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ, và cái sự trưởng thành này nó biểu hiện á qua cái việc là các bạn muốn có cái không gian riêng, các bạn muốn có cái cuộc sống riêng, và các bạn trưởng thành hơn vào cái khía cạnh tình cảm. Có thể là các bạn hiểu được rằng là không ai đem lại hạnh phúc cho mình nhiều bằng chính bản thân mình, đại loại là như vậy. Cho nên á, những cái gì u ám của cái tình cảm các bạn nó sẽ qua, các bạn sẽ vượt qua được những cái điều này, và các bạn sẽ đón chờ một cái kết quả, một cái tương lai mới mình thấy nó tốt đẹp hơn, bắt nguồn từ cái việc mà các bạn quan tâm, các bạn yêu thương bản thân mình, các bạn muốn dành không gian riêng cho mình. Và giống như mình nói, nếu các bạn có cái gì đó khúc mắc với người yêu, với bạn bè thân thiết, hoặc là với cái mối quan hệ cũ này nọ,
Thì mình thấy các bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cứ thẳng thắn với nhau, nói ra hết những cái gì mà các bạn suy nghĩ, các bạn cảm nhận, và nó sẽ khiến cho các bạn dễ dàng hơn, cho dù là cái lựa chọn tiếp theo các bạn là buông bỏ hay là tiếp tục cái mối quan hệ này. Và ở đây á, mình thấy là các bạn vì có những cái sự phát triển, những cái sự những cái bài học mà các bạn nhận ra được sau những cái đau thương cả về công việc lẫn tình cảm á, cho nên các bạn hướng về bên trong rất là nhiều, và các bạn có ý thức xây dựng một cái không gian cá nhân. Và cái nếu mà các bạn muốn làm mới cuộc sống của mình, muốn cái cuộc sống mình giống như là có những cái sự tươi mới và tạo thêm những không gian cho những cái sự tích cực nó đến á, thì các bạn có thể theo một số gợi ý, ví dụ như các bạn dọn dẹp nhà cửa nè, những cái gì đã cũ không còn nữa bỏ đi, giảm lược bớt những cái thứ mà nó nặng nề, nó chiếm chỗ trong cuộc sống các bạn. Bởi vì giờ nó không phục vụ các bạn nữa, các bạn không có lý do gì để các bạn giữ lại nó. Các bạn giữ lại nó, các bạn sẽ ngăn trở những cái điều mới đến. Cho nên việc của mình là dọn dẹp lại cái, ví dụ như là cái nhà của mình, cái phòng của mình, cái góc làm việc của mình, cái bàn học của mình, dọn dẹp hết những cái thứ đó. Và khi các bạn dọn dẹp những cái điều đó, các bạn sẽ cảm thấy là giống như là mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và điều đó đồng thời tạo nên một cái chỗ để những cái điều mới tới. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể dọn dẹp lại những cái niềm tin sai lầm bên trong mình nè, dọn dẹp lại những cái cảm xúc, thường xuyên tiếp xúc với nước, ví dụ như là ngâm mình, ngâm bồn đồ, đại khái như vậy, tự thưởng cho bản thân mình, chăm sóc yêu quý bản thân mình, tạo những cái sự cởi mở để đón nhận những cái điều mới trong cuộc sống. Và cái tháng này ha, nếu mà các bạn cảm thấy stress hoặc là này nọ thì mình có thể gợi ý cho các bạn là tìm đến những cái ví dụ như cái việc mà hoạt động thể chất nè, tập thể dục thể thao, nó sẽ giúp các bạn bớt những cái điều đó. Ví dụ như sử dụng những cái hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng những cái món đồ màu đỏ chẳng hạn, những cái món đồ liên quan đến màu đỏ. Và các bạn trong cái tháng này các bạn có thể hơi hơi dễ bị hơi hơi dễ bị hay quá, bị hăng hái quá, bị sung sức quá, thì đó cũng là một cái khía cạnh khác mà mình cần phải cân nhắc và cẩn trọng. Nhìn chung thì cái tháng này á, tháng 10 này á, các bạn có thể có được một cái nguồn năng lượng nó nhiệt tình hơn rất nhiều so với những gì mà các bạn thường xuyên cảm nhận về bản thân mình. Nhưng đó là cũng là một việc bình thường. Mình cảm thấy đây là một cái nguồn năng lượng cần thiết để các bạn chuẩn bị dọn dẹp cái cuộc sống của các bạn, để chuẩn bị đón chờ những cái điều mới nó đến trong cuộc sống. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn Kim Ngưu. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.